Xem bóng đá miễn phí, tải ngay app OnSport TV. Xuân Trường sẽ chơi thấp hơn một chút để hỗ trợ cho Minh Vương và Công Phượng. Hai cầu thủ chuyên tấn công là Văn Toàn và Brandao. Huấn luyện viên Zico rất cẩn thận, đang sẵn sàng để bấm đồng hồ. Một sự khởi đầu có thể nói là tuyệt vời của huyền thoại Zico với Hoàng Gia Lai. Trận đấu đã bắt đầu. Hoàng Gia Lai trong trang phục áo vàng, quần vàng, tất vàng ở bên phía tay phải mảnh nhỏ của quý vị các bạn. Trong khi đó thì Hải Phòng với trang phục toàn đỏ ở phần sân bên phía tay trái. Ngay ở những giây đầu tiên thì Xuân Trường và các đội đã tràn sang phần sân của Hải Phòng. Lúc này Hoàng Gia Lai đang ở một thời điểm mà có thể nói là đỉnh cao phong độ. Họ có được điểm rơi phong độ tốt, họ có được tinh thần tốt và có được sự tự tin. Lúc này thì Hoàng Gia Lai vẫn đang có được vị trí rất vững chắc ở ngôi đầu bảng. Họ đang độc chiếm ngôi đầu bảng với 13 điểm. Sau 4 trận thắng, 1 trận hòa và mới để thua duy nhất. Điều đặc biệt đó là trận thua của họ là trận đấu đầu tiên của mùa giải này. Đó là thất bại đáng tiếc trước Sài Gòn trên sân Thống Nhất với tỷ số 1-0. Nhưng 5 trận đấu gần đây thì Hoàng Gia Lai đang là đội bóng thể hiện phong độ tốt nhất ở V-League với 4 chiến thắng và 1 trận hòa. Vừa rồi thì Minh Vương đã bị thổi vì lỗi tranh chấp ở khu vực giữa sân. Minh Vương cũng là một tiền vệ trung tâm đầy bất ngờ của V-League. Thường thì Minh Vương được biết đến với những vị trí tiền vệ tấn công, nhưng những trận đấu gần đây anh đang chơi rất hay bên cạnh Xuân Trường ở khu vực giữa sân. Trên sân Lạch Tray lúc này vẫn đang vang lên những bài hát quen thuộc của hội cổ động viên, và điều đó sẽ thúc giục tinh thần của đội bóng áo đỏ. Nhưng ngày hôm nay họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn bởi một đối thủ mạnh và đang có phong độ tốt. Cú đá thẳng, đó là cú đá của Lâm Quý. Ngày hôm nay thì Hải Phòng sẽ sử dụng hai máy quét đúng nghĩa ở khu vực giữa sân, Lâm Quý và Văn Hạnh. Đó đều là những cầu thủ có nền tảng thể lực rất tốt và lối chơi không ngại va chạm. Lúc này thì bộ ba tiền vệ giữa sân của Hoàng Gia Lai vẫn là Xuân Trường, Công Phượng và Minh Vương. Ba trung vệ vẫn là Memovic lệch phải, Kim Đông Su chính giữa và Hữu Tuấn lệch trái. Ba trung vệ này cùng với thủ thành Huỳnh Tuấn Linh đang là hàng phòng ngự vững chắc nhất của V-League ở thời điểm hiện tại. Họ mới để thua có 3 bàn sau 6 trận. Tỷ lệ là 0,5 bàn một trận, một tỷ lệ có thể nói là mơ ước đối với rất nhiều đội bóng và với chính Hoàng Gia Lai. Một đội bóng mà chúng ta biết rằng những mùa giải 2015, 2017, 2018 thì tỷ lệ để thủng lưới của họ là xấp xỉ 2 bàn một trận. Công Phượng ngồi trên băng ghế dự bị trong hai chiến thắng gần đây nhất của Hoàng Gia Lai. Đó là những trận đấu với Viettel và với Thành phố Hồ Chí Minh. Cả hai trận đấu đó đều Công Phượng đều bắt đầu từ băng ghế dự bị, nhưng chỉ cần vào sân vài phút thôi là anh đã để lại dấu ấn với những bàn thắng khai thông thế bế tắc. Đó đều là những bàn thắng rất đẹp ở chếch bên phía nách phải, và Công Phượng đã xâm nhập vào và tung ra những pha dứt điểm bằng chân trái. Hai bàn thắng ở trận đấu với Viettel và Hoàng Gia Lai rất giống nhau, đó đều là những cú đá mu trong bằng chân trái hiểm hóc để hạ gục thủ thành đối phương, và đó đều là những bàn thắng giúp cho Hoàng Gia Lai khai thông thế bế tắc và sau đó mở ra những chiến thắng tưng bừng với tỷ số 3-0. Lúc này hiệu suất của Hoàng Gia Lai đang là tốt nhất của V-League. Họ có được 10 bàn thắng bằng với Hà Nội, bằng với Nam Định. Nhưng số bàn thua của họ thì đang là một thành tích có thể nói là rất tuyệt vời. Họ chỉ để lọt lưới có 3 bàn mà thôi. Lỗi thuộc về Brandao Washington. Các nhà chuyên môn cũng cho rằng Brandao Washington đang là mảnh ghép hoàn hảo của Hoàng Gia Lai trên hàng tấn công.
khi Brandao đến với đội bóng Phố Núi đã có rất nhiều những sự nghi ngờ, bởi vì trong khoảng 5 năm trở lại đây thì Hoàng Gia Lai chưa bao giờ có được một tiền đạo thực sự chất lượng. Nhưng với những gì đã thể hiện trong những vòng đấu đã qua, khả năng hoạt động độc lập, khả năng xử lý bóng, khả năng phối hợp đồng đội và khả năng ghi bàn, Brandao đang ngày càng chiếm được lòng tin của Kiatisat và các cổ động viên của Hoàng Gia Lai. Trong bối cảnh mà Diego bị chấn thương giãn cơ đùi, Trung Hiếu gặp lại những người đồng đội cũ. Đây mới là trận đấu đầu tiên của Phan Đình Vũ Hải ở mùa giải này. Cả 6 trận đấu trước đó thì Văn Toàn đều là người bắt chính. Công Phượng qua hai người rồi, vẫn là những pha xử lý cực kỳ quen thuộc của Công Phượng. Brandao, lần này thì Mạnh Hùng đã là người bắt được bài và cắt được trái bóng thành công. Memovic, Văn Thành rất nhịp nhàng, 1-2. Ngoài biên đang có Brandao, lỗi thuộc về Công Phượng. Công Phượng cho rằng anh không phạm lỗi trong pha bóng vừa rồi. Chúng ta hãy cùng xem lại pha làm chậm. Trọng tài đã thổi phạt cái tay trái của Công Phượng. Tay trái của Công Phượng đã kéo cổ Trung Hiếu. Pha bóng trước đó chúng ta đã được thấy Công Phượng vượt qua hai cầu thủ áo đỏ một cách rất dễ dàng ở bên phía nách phải. Rồi là đường truyền không tốt của Lê Quốc Cường, cầu thủ người Hà Tĩnh cũng đã từng gắn bó nhiều năm cho Dược Nam Hà Nam Định, và mùa giải này là mùa giải đầu tiên anh thi đấu cho câu bộ Hải Phòng. Trong khi Hoàng Gia Lai đang có sự thăng tiến rất lớn trên bảng xếp hạng với một phong độ tương đối ổn định, thì phong độ của Hải Phòng lại khá thất thường. Thời điểm này thì họ đã có 3 chiến thắng và 3 trận thua. Đặc biệt là phong độ của Hải Phòng trên sân khách tốt hơn trên sân nhà. Trên sân khách họ giành chiến thắng trước Viettel và BK Bình Dương cùng với tỷ số 1-0. Họ chỉ để thua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Trong đó trên sân nhà thì họ lại chỉ có được một chiến thắng duy nhất trước Nam Định, và cùng với đó là 2 thất bại, và thất bại đều là với những tỷ số 2-0 trước Hà Nội và Thanh Hóa. Lúc này các tiền vệ trung tâm của Hoàng Gia Lai đang được đẩy lên rất cao. Công Phượng, Minh Vương và Lê Xuân Trường đang hoán đổi vị trí cho nhau để quán xuyến khu vực giữa sân của đội bóng Phố Núi. Đội hình với 3 tiền vệ trung tâm vẫn luôn là đội hình sở trường của huấn luyện viên Kiatisak, kể cả thời anh dẫn dắt đội tuyển Thái Lan. Thời kỳ mà Kiatisak dẫn dắt đội tuyển Thái Lan thì Thái Lan cũng thường xuyên sử dụng 3 tiền vệ trung tâm với những cái tên rất quen thuộc như Sarak Onen hay là Chanathip Songkarasin. Vũ Hải, ngày hôm nay thì Hải Phòng sẽ gặp nhiều khó khăn khi mà họ mất đi 2 cầu thủ ngoại binh trên hàng tấn công là Diego và Jamie Linh. Diego thì giãn cơ đùi, còn Jamie Linh thì đau gì cũng thực sự là khó biết. Có những vấn đề liên quan đến hợp đồng, có những vấn đề liên quan đến giãn cơ. Nguy hiểm! Một pha bóng mà các trung vệ của Hoàng Gia Lai đã mắc lỗi.
Memovic đã không tập trung và phán đoán điểm rơi tốt trong pha bóng vừa rồi. Lê Thế Cường đã băng từ biên vào và phán đoán xe bóng rất hay. Một đường chuyền bóng rất chất lượng của Văn Hạnh. Chúng ta không thường nhìn thấy những đường chuyền như vừa rồi của Văn Hạnh. Và ngày hôm nay thì Lê Thế Cường, tiền vệ, cựu tiền vệ của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, đã được tin tưởng và ra nhiệm vụ đá chính ngày hôm nay. Người thường ra sân trong đội hình Hải Phòng ở vị trí tiền vệ trái là Phú Nguyên. Cú phá bóng không tốt của Mạnh Hùng. So với mặt sân Pleiku thì sân Hải Phòng cỏ dày hơn một chút. Tuy nhiên so với những gì mà chúng ta được chứng kiến của Hải Phòng ở những vòng đấu đầu tiên thì bây giờ mặt sân Lạch Tray đã tốt hơn rất nhiều. Kim Đông Sủ, Hữu Tuấn. Hoàng Gia Lai đang kiểm soát bóng khá tốt. Minh Vương. Minh Vương gần đây luôn có những tình huống xâm nhập vào khu vực cấm địa của đối phương rất hay. Trong cuộc đối đầu với Thành phố Hồ Chí Minh thì bàn thắng khai thông thế bế tắc cũng đến từ một pha băng lên xâm nhập trung lộ rất tốt của Minh Vương. Rất giống với bàn thắng vừa rồi. Minh Vương băng lên, khống chế được bóng và dứt điểm, bật người Thanh Thắng bật ra. Và lúc đó thì Công Phượng mới xuất hiện đúng lúc đúng chỗ để ghi bàn. Vừa rồi là một pha bóng Minh Vương cũng đã băng lên rất nhanh, nhưng rất tiếc là anh lại bị vấp bóng. Vừa rồi là những hình ảnh những cổ động viên của Hoàng Gia Lai. Thế Cường. Các bạn thân mến, cùng thời điểm này thì trận đấu giữa FC Đà Nẵng và câu bộ Hà Nội cũng đã diễn ra trên sân động Hòa Xuân ở những phút 50. Tỷ số lúc này vẫn đang là 1-0 nghiêng về đội chủ sân Hòa Xuân, với bàn thắng duy nhất lúc này do công của Đặng Anh Tuấn từ đường kiến tạo của Rafael Sơn. Lúc này thì SHB Đà Nẵng cũng đang có được 12 điểm trước khi vòng đấu này diễn ra. Đội bóng do huấn luyện viên Lê Đức dẫn dắt đã có được một trận thắng rất thuyết phục trên sân của Thanh Hóa ở vòng đấu trước, với một sự bùng nổ của Rafael Sơn với 3 bàn thắng vào lưới của đội bóng Thanh Hóa. Và va chạm giữa Thế Cường và Memovic Damir không có lỗi của Thế Cường. Đó là một pha mà Memovic đã chơi lăn xả để phá bóng. Anh đã va chạm với Thế Cường ở pha tranh chấp sau đó. Trong số 6 trận đấu đã qua thì thành tích của Hoàng Gia Lai xét về tất cả những khía cạnh đều đang tốt hơn chính họ từ thời điểm 2015 trở lại đây. Đó là thời điểm mà người ta bắt đầu biết đến lứa Học viện Hoàng Gia Lai GMG với những Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường, Minh Vương rất sông sáo. Lê Quốc Hường sẽ lại là một đường câu bóng bổng. Vừa đã băng lên cắt bóng là Kim Dong Su. Sự có mặt của trung vệ người Hàn Quốc thực sự là một món quà cực kỳ giá trị dành cho viên Kia Tiên Sắc và Hoàng Gia Lai. Đẳng cấp của một cầu thủ đã được đào tạo ở các cấp đội trẻ của Hamburg đã cho thấy sự vững vàng và chắc chắn nơi hàng thủ. Lối chơi của Kim Dong Su vừa có sức mạnh vừa có sự thông minh. Brandao, sai lầm của Areno. Minh Vương, không phải, đó là Văn Toàn. Tuyệt vời, bàn thắng thứ 4 của Văn Toàn ở mùa giải năm nay. Một sai lầm rất đáng tiếc của Adriano Smith và Brandao đã băng lên dứt điểm một cách rất chính xác. Tuyệt vời.
Văn Toàn đang cho thấy phong độ đỉnh cao của mình ở mùa giải năm nay. Đây đã là bàn thắng thứ tư của tiền đạo này trong màu áo của Hoàng Gia Lai. Anh vươn lên danh sách những người ghi bàn nhiều nhất cho đội bóng phố đối. Không có một sai lầm nào trong tình huống xử lý của Văn Toàn. Mọi thứ đều hoàn hảo. Từ tình huống băng lên khống chế bước 1, vượt qua hậu vệ đối phương và dứt điểm vào góc xa trước sự bất lực của thủ thành Phan Đình Vũ Hải. Chúng ta cùng xem lại những pha xử lý rất bình tĩnh và tự tin của Văn Đào. Những chạm không chia bóng ở trong khu vực cấm địa của Văn Toàn là rất hay. Chạm đầu vừa đủ, chạm thứ hai gạt qua và chạm thứ ba là chạm dứt điểm vào góc xa. Khoảng trống rất gọn gàng. Văn Toàn đã cải thiện rất nhiều khả năng xử lý bóng trong khu vực 16m50. Ở những mùa giải trước, có thể đâu đó anh còn vội vàng, còn hấp tấp. Nhưng ở pha bóng vừa rồi thì chúng ta nhìn thấy được sự lạnh lùng, sự chuẩn xác. Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo, từ chạm đầu, chạm sau và ý định dứt điểm. Đây là bàn thắng thứ 36 của Văn Toàn cho Hoài Gia Lai ở V-League. Đó là một thành tích tuyệt vời và nó đã cân bằng thành tích ghi bàn 36 bàn của người bạn thân của Văn Toàn là Trần Minh Vương. Lúc này những cầu thủ này đang là những chân sút tốt nhất dành cho Hoài Gia Lai ở V-League. Mùa giải năm ngoái thì Văn Toàn cũng đã có được 5 bàn thắng, nhưng đó là sau 20 trận. Còn bây giờ mới ở lượt đấu thứ 7, anh đã có 4 bàn. Công Vượng, Hồng Duy, những cầu thủ trên hàng tấn công của Hoàng Gia Lai thì Văn Thanh đã ghi bàn, Công Vượng, Minh Vương, Văn Toàn đều ghi bàn. Chỉ còn Hồng Duy là chưa ghi bàn mà thôi. Trận đấu với Thành phố Hồ Chí Minh thì ở hiệp 1, Hồng Duy cũng đã có một cơ hội rất rõ rệt để có thể có được bàn thắng của mình, đầu tiên của mình ở mùa giải. Nhưng rất tiếc là số 7 của Hoàng Gia Lai lại dứt điểm vọt xa. Hải Phòng nhập cuộc với thái độ thận trọng, với lối chơi phòng ngự phản công. Nhưng rồi thì ý đồ chơi bóng của họ đã phá sản bởi một sai lầm của Adeno Smith. Rất tiếc, bởi đây là một mùa giải mà Smith cùng với Mạnh Hùng đã chơi khá tốt ở những vị trí trung vệ của câu lạc bộ Hải Phòng. Pha gần nguy hiểm, đó là một pha dứt điểm từ rất xa của Pha Gan, nhưng bóng đi lập bập khiến cho thủ thành Tuấn Linh phải mất đến 2 nhịp mới kiểm soát được chơi bóng. May mắn cho Tuấn Linh đó là trong pha băng vào vừa rồi của Thành Đồng thì anh đã dứt điểm không thành công. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này. Một tình huống xoay sở và dứt điểm rất hay của Pha Gan. Đáng lẽ Hải Phòng phải có được một quả phạt góc trong pha bóng này. Đó là một tình huống mà Memovic đã chủ động phá bóng. Tỷ lệ dứt điểm lúc này đang là 3-1 nghiêng về phía đội chủ nhà, nhưng tỷ số của trận đấu lúc này lại là 1-0 nghiêng về phía Hoàng Gia Lai. Đơn giản, đó là hiệu quả. Hoàng Gia Lai chỉ dứt điểm một lần duy nhất, nhưng đó là cú dứt điểm trúng đích. Còn 3 pha dứt điểm của Hải Phòng thì chỉ có một cú đá của Pha Gan là đi trúng khung thành, nhưng Huỳnh Tấn Linh đã cản phá được. Đây là một trận đấu hiếm hoi mà Martin Lò được xuất hiện trong đội hình chính thức. Lúc này thì anh đang chơi ở vị trí tiền đạo lùi hỗ trợ cho Pha Gan. Nhưng Martin rất ít tham gia vào lối chơi của đội bóng đất cảng.
Thường là Hải Phòng sẽ dùng những đường truyền dài hướng đến vị trí của Fagan. Kim Dosu. Mặt sân lạch chay ở những phần trong khu cấm địa thường không thực sự tốt. Thế nên Huỳnh Tuấn Linh vừa rồi cũng đã có một thái độ rất thận trọng và xử lý an toàn. Trung Hiếu. Hữu Phúc, Trấn Thương và Trung Hiếu là sự lựa chọn số 1 ở vị trí hậu vệ bên trái của Hải Phòng ở mùa này. Rất hay, Thành Đồng. Pha qua người cực kỳ gọn gàng, pha gần. Thành Đồng không được. Pha lùi về hỗ trợ tấn công. Pha lùi về hỗ trợ phòng ngự rất hay của Công Phượng. Vẫn là Thành Đồng. Pha gần. Không được. Lần này thì cú đá của Pha gần đã không thể vượt qua được Kim Đông Su. Còn Thành Đồng thì rất bực tức phản ứng với một lỗi trước đó của các cầu thủ phòng ngự ngoài Gia Lai. Đó là một pha cản người không bóng của Kim Dong-su, và nếu như trọng tài tinh ý hơn thì hoàn toàn có thể thổi trung vệ Hàn Quốc trong pha phạm lỗi vừa rồi với Thành Đồng. Văn Toàn. Cú đá giải tỏa của Văn Hạnh. Không phải, đó là cú đá của Quốc Hường. Trận đấu đang diễn ra rất sôi nổi và hấp dẫn. Hoàng Gia Lai không tấn công quá nhiều. Nó hơi khác với cách mà họ nhập cuộc trên sân nhà, sân Pleiku. Ngày hôm nay thì Hoàng Gia Lai chơi thận trọng hơn, chắc chắn hơn. Nó rất giống với cách mà họ chơi trước Viettel trên sân động Hàng Đẫy. Có vẻ như với huấn luyện viên Kia Tì Sắc thì việc lựa chọn lối chơi ở mỗi trận đấu sẽ là một cách chơi hơi khác nhau. Sân khách thì sẽ có những sự thận trọng nhất định, và trên sân nhà dưới sự cổ vũ của khán giả nhà, thời tiết và sân bãi quen thuộc thì Hoàng Gia Lai sẽ chơi tấn công rực lửa. Minh Vương. Văn Toàn di chuyển rất hay. Vẫn là Văn Toàn. Không được. Lần này thì Toàn đã không thể vượt qua được Arino Smith. Pha bóng vừa rồi cho thấy sự ăn ý giữa Văn Toàn và Minh Vương. Hai cầu thủ này đã nhìn thấy nhau ở sự trao đổi về mặt tín hiệu, và ngay tức Minh Vương đã có một đường truyền vào khoảng trống hợp lý để Toàn băng lên. Hơi tiếc cho anh Gia Lai là trong pha bóng vừa rồi thì không có nhiều những sự hỗ trợ dành cho Văn Toàn, khiến anh phải đơn độc đối mặt với các cầu thủ phòng ngự của Hải Phòng và đã không thể vượt qua. Hồng Duy. Pha xử lý kỹ thuật quen thuộc của Nguyễn Phong Hồng Duy. Đây cũng là trận đấu thứ 7 mà Hồng Duy, không phải, trận đấu thứ 6 Hồng Duy ra sân trong đội hình chính thức của anh Gia Lai. Hậu vệ trái của Hoàng Gia Lai cũng đang có được một mùa giải khá ổn định. Khả năng tấn công của Hồng Duy thì không phải bàn, nhưng khả năng phòng ngự thì vẫn luôn là một cái dấu hỏi. Và với những gì đã thể hiện thì rõ ràng là Hồng Duy đã cải thiện khá nhiều những kỹ năng phòng ngự của mình ở mùa giải năm nay. Xuân Trường. Xuân Trường đã từng có một bàn thắng rất đẹp trên sân Lạch Chay. Nguy hiểm. Không vào. Rất tiếc là Memovic lại dứt điểm ra ngoài trong pha bóng vừa rồi. Một pha bóng mà bộ đôi trung vệ Kim Dong Su và Memovic đã phối hợp với nhau rất bình tĩnh trong khu vực 5m50 của đội chủ nhà. Lỗi thuộc về Vũ Hải và một cầu thủ phòng ngự bên phía Hải Phòng. Họ đã thiếu quan sát. Họ đã va chạm với nhau. Kim Dong Su hoàn toàn có thể dứt điểm vào khung thành trống. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Đó là tình huống va chạm giữa Vũ Hải và Văn Hạnh. Lỗi thuộc về Văn Hạnh nhiều hơn từ một tình huống thiếu quan sát. Anh đã va vào Phan Đình Vũ Hải. Kim Dong Su rất bình tĩnh trong tình huống này. Nhưng hơi tiếc là đường truyền của Dong Su lại đi cao. Nó khiến cho khả năng dứt điểm của Memovic bị hạn chế. Và cơ hội đã bị bỏ qua một cách đáng tiếc.
Memovic là một trong những trung vệ có khả năng ghi bàn tốt của V-League ở những mùa giải gần đây. Cả hai mùa giải 2019 và 2020 thì Memovic đều có 4 bàn thắng. Nhưng đến thời điểm này thì trung vệ người Serbia vẫn chưa có được bàn thắng nào cho Hoàng Gia Lai ở mùa giải 2021 này. Fagan vẫn là một trong những tiền đạo có lối chơi độc lập tốt nhất của V-League. Tuyệt vời. Đó là đường tạt bóng của Fagan, nhưng lần này thì Văn Thanh đã chọn vị trí phòng ngự tốt. Những tình huống phòng ngự tốt của Văn Thanh trong hai pha bóng liên tiếp. Một, chọn vị trí chuẩn xác để pha bóng. Hai, phán đoán đường truyền của đối phương và băng cắt. Quốc Hường. Đúng là Hoàng Anh Gia Lai đang có được phong độ rất tốt, nhưng thực ra thì Hải Phòng cũng đã thể hiện không tệ trong những phút đã qua. Thế trận tương đối cân bằng, dù Hoàng Anh Gia Lai kiểm soát bóng nhiều hơn. Và mấu chốt chỉ là sai lầm của Adriano Smith để cho Brandao giành được bóng, và anh cùng với Văn Toàn đã phù hợp với nhau quá tốt để tạo nên bàn thắng mở tỷ số cho trận đấu này. Những bàn thắng mà Văn Toàn ghi được ở mùa giải này là những cuộc đối đầu với Sông Lam Nghệ An, với Bình Định, với Thành phố Hồ Chí Minh, và bây giờ là bàn thắng thứ tư vào lưới của Hải Phòng. Bàn thắng vào lưới Sông Lam Nghệ An của Văn Toàn là một bàn thắng rất đẹp. Đó là tình huống anh tăng tốc từ phần sân nhà, nhận đường chuyền dài của Công Phượng và ghi bàn. Lúc này thì cuộc đối đầu giữa SB Đà Nẵng và Hà Nội vẫn đang có tỷ số là 1-0. Hà Nội đang gặp khó khi lực lượng bị tổn thất một cách nghiêm trọng. Đội Á quân của V-League 2020 hành quân đến sân động Hòa Xuân mà không có sự góp mặt của Giovane, của Bruno Cunha, ngoại binh duy nhất là Moses. Hồng Dũng đã bị chấn thương nặng và cũng sẽ mất còn rất nhiều thời gian nữa mới quay trở lại. Minh Vương, Xuân Trường, Memovic mở bóng rất thoáng. Nếu như không có cái sượt đầu của Quốc Hường vừa rồi thì đó sẽ là cơ hội để Hồng Duy tấn công của một đối phương. Randall, Hồng Duy, Hữu Tuấn, Kim Đông Su. Hoàng Gia Lai đang chơi rất chủ động. Họ kiểm soát bóng tốt và có những tình huống phối hợp hay. Văn Toàn, Randall đang xin bóng. Randall, Văn Toàn, tuyến 2, hơi nhẹ. Và bây giờ thì Kim Đông Su
đọc tình huống và bắt bài cắt bóng quá hay. Đường truyền rất sáng tạo của Xuân Trường nhưng đã bị Mạnh Hùng bắt bài và cắt bóng. Đó là đường truyền chọc khe cho Công Phượng. Hoàng Gia Lai chơi càng ngày càng chững chạc và họ có những cách triển khai bóng rất đa dạng. Có lúc thì là những đường truyền dài chuyển hướng phát động tấn công của Đông Xu, của Memovic. Nhưng vừa rồi thì lại làm pha bật tường ở bên trái của Văn Toàn và Brandao. Công Phượng. Và thế này, như vậy là SB Đà Nẵng đã có bàn thắng thứ hai vào lưới của câu lạc bộ Hà Nội. Rất có thể là SB Đà Nẵng sẽ có chiến thắng thứ 5 của họ ở mùa giải này. Và họ sẽ tiếp tục bám sát gây áp lực với Hoàng Gia Lai. Nếu Hoàng Gia Lai giành chiến thắng trong trận đấu này thì họ vẫn ở ngôi vị đầu bảng với 16 điểm. Brandao, đường truyền rất tốt của Minh Vương, Văn Toàn. Và xử lý tốt của Brandao. Cách chơi của Brandao cho thấy anh là một tiền đạo chơi bóng có tư duy, khả năng quan sát và quyết định tình huống tương đối tốt, chứ không đơn thuần là những ngoại binh chạy nhiều sức khỏe mà chúng ta thường thấy ở V-League. Tình huống phù hợp vừa rồi của Hoàng Gia Lai là một pha bóng rất sắc sảo. Minh Vương xẻ nách, áo băng xuống và thực hiện đường truyền trả ngược ngay cho Văn Toàn. Lương Xuân Trường. Vẫn là Xuân Trường, chạm đầu hoàn hảo. Kim Đông Sô. Rất may là Lâm Quý đã hỗ trợ cho hàng phòng ngự trong pha bóng vừa rồi. Trung Hiếu. Thành Đồng đang xin bóng. Thành Đồng và Hữu Tuấn. Lỗi thuộc về Hữu Tuấn. Phong độ của Hữu Tuấn cũng thực sự ổn định trong quãng thời gian gần đây. Anh đã ra sân không thiếu một phút nào trong 6 trận đấu đã qua. Và bây giờ là trận đấu thứ 7 của Hoàng Gia Lai. Năm ngoái khi đến với Hoàng Gia Lai ở giai đoạn đầu, Hữu Tuấn còn chuệch choạc và cũng mắc khá nhiều sai lầm. Thậm chí trận đấu đầu tiên gặp Sài Gòn, Hữu Tuấn cũng chính là người đã để mất bóng và khiến cho Đỗ Melo giành bóng và xông thẳng vào trung lộ ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu đó. Sau sai lầm đó thì Hữu Tuấn đã trở lại một cách rất vững chắc và bây giờ trở thành một mắt xích không thể thiếu của hàng phòng ngự Hoàng Gia Lai. Brandao, đường chuyền tuyệt vời của Công Phượng. Brandao hơi dài một chút. May mắn cho Hải Phòng là Brandao đã khống chế bóng dài trong nhịp bóng vừa rồi. Và cũng phải có lời khen cho Vũ Hải. Vũ Hải đã có một pha chọn vị trí và kiểm soát khoảng trống phía sau lưng hàng phòng ngự Hải Phòng tốt. Huấn luyện viên Kia Tí Sắc hoàn toàn có lý khi xếp Công Phượng đá tiền vệ tấn công. Khả năng chuyền bóng của Phượng đã được cải thiện rất nhiều. Phượng là người đã chuyền bóng cho Văn Toàn ghi bàn. Và vừa rồi Phượng cũng là người đã châm ngòi cho tình huống phản công của Hoàng Gia Lai. Những đường truyền chém mù hoặc là những đường truyền má trong chân phải của Phượng rất chất lượng. Đường truyền lỗi của Phan Đình Vũ Hải lần đầu tiên được xuất hiện ở V-League và ngay tức đã phải nhận bàn thua. Nhưng nhìn chung là màn trình diễn của Vũ Hải cho đến thời điểm này của trận đấu là tương đối ổn. Khuôn mặt rất tập trung của huấn luyện viên Kia Tí Sắc.
Damir. Pha mở bóng khá hay, Thanh Đồng. Lần này thì tốc độ của Hữu Tuấn đã phát huy được tác dụng. Một trong những điểm mạnh của Hữu Tuấn đó là tốc độ xuất phát. Hữu Tuấn có thể hình không thực sự lý tưởng đối với một trung vệ. Anh chỉ cao 1m78 và khá nhẹ cân, 68 cân. Nhưng một trong những điểm mạnh của Hữu Tuấn khi còn thi đấu ở câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đó là tốc độ và khả năng phán đoán băng cắt những đường truyền của đối phương. Xuân Trường, Minh Vương. Lúc này thì gần như là Hoàng Gia Lai đang chơi với sơ đồ là 3-1-4-2. Ba trung vệ là Memovic, Kim Dong Su, Hữu Tuấn. Người chơi thấp nhất của hàng tiền vệ là Lương Xuân Trường. Cánh phải thuộc về Văn Thanh, cánh trái thuộc về Hồng Duy và hai tiền vệ tấn công là Công Phượng và Minh Vương. Văn Toàn và Brian Dow đang chơi một cách khá tự do trên hàng tấn công. Họ thường xuyên hoán đổi vị trí cho nhau. Lỗi thuộc về Kim Dong Su. Fagan là một cầu thủ có thể nói là dày dặn kinh nghiệm, bản lĩnh và tinh quái. Không dễ để có thể lấy bóng cũng như là tạo được lợi thế trong những pha tranh chấp với Fagan. Rất tiếc là ngày hôm nay Hải Phòng không có sự góp mặt phục vụ của Jamie Linh. Nếu như có bộ đôi Fagan và Lynch thì hàng tấn công của Hải Phòng sẽ còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Hoàng Gia Lai sẽ tự quyết được ngôi vị đầu bảng của mình nếu như họ giành chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Rất tiếc là Smith đã không thể theo được đường truyền vừa rồi của đồng đội. Một pha phối hợp tình huống cố định tốt của Hải Phòng. Pha treo bóng của Mạnh Hùng rất khó chịu. Bóng trôi qua hệ thống phòng ngự của Hoàng Gia Lai. May mắn cho đội bóng phố núi là Mạnh Hùng đã không thể, xin lỗi, Adrian Smith đã không thể theo được đường truyền vừa rồi. Xuân Trường. Khả năng chuyền bóng của Xuân Trường vẫn rất ổn định. Và anh cũng đang được chơi ở vị trí phù hợp nhất. Vị trí thấp nhất của hàng tiền vệ trước mặt ba trung vệ, có rất nhiều khoảng trống để Trường quan sát và xử lý bóng. Văn Toàn. Có thể thấy được thái độ pressing khi mất bóng của anh Gia Lai khá rõ. Trong pha bóng vừa rồi thì bốn cầu thủ áo vàng đã vây quanh Thành Đồng để thực hiện tình huống pressing. Pha vào bóng bằng gầm giày tương đối nguy hiểm của Hữu Tuấn. Có vẻ như là thẻ lại được rút ra cho các cầu thủ Hải Phòng chứ không phải là thẻ dành cho Hữu Tuấn. Đúng là thẻ được rút ra với lỗi phản ứng của Thành Đồng. Thành Đồng đã ức chế với một số quyết định của trọng tài Viết Duẩn trong trận đấu ngày hôm nay. Pha bóng vừa rồi thì hoàn toàn trọng tài Viết Duẩn cũng có thể phạt Hữu Tuấn với thành tình huống vào bóng nguy hiểm. Rất nhiều những cầu thủ Hải Phòng đang phản ứng với
trọng tài Viết Duẩn với những pha xử lý chưa thực sự hợp lý trong trận đấu ngày hôm nay. Van Đào. Lần này thì lỗi rõ ràng thuộc về Quốc Hường. Sự chính xác của các trọng tài góp một phần cực kỳ quan trọng vào thành công của trận đấu. Đôi khi những tình huống không quá nguy hiểm nhưng được xử lý một cách không thực sự chính xác sẽ gây những ức chế cho các cầu thủ thi đấu trên sân. Hữu Tuấn, Xuân Trường, pha gần rất nhịp nhàng. Martin Lò, vẫn là Martin, hơi chậm, không vượt về. Hữu Tuấn, pha gần, Thành Đông tìm khoảng trống, không được. Lần này thì trọng tài đã chính xác với pha xử lý của mình. Bóng chạm Thành Đồng trước khi đi hết đường biên ngang. Fagan mới trở lại sau chấn thương và anh đang có biểu hiện bị đau. Chúng ta cùng xem lại pha xử lý rất hay của Lâm Quý và đáng lẽ phải có thẻ vàng cho Lương Xuân Trường trong pha bóng vừa rồi. Lần này thì trọng tài đã xử lý chính xác. Trường đã có một động tác thừa khi tranh bóng với Viết Duẩn. Xin lỗi, xin bóng với Lâm Quý. Trung Hiếu. Những phút cuối cùng của hiệp thi đấu đầu tiên, những phút vừa qua thì chất lượng của trận đấu không còn được duy trì tốt như giai đoạn đầu. Bắt đầu xuất hiện những cái đầu nóng, bắt đầu xuất hiện những pha va chạm. Quốc Hường, Trung Hiếu, Martin Lò, Lê Thế Cường. Lỗi thuộc về Văn Thành. Cuộc đối đầu giữa Hà Nội và Đà Nẵng vẫn đang có tỷ số 2-0 nghiêng về phía đội chủ nhà SHB Đà Nẵng. Có vẻ như sau những trượt trọc ở vòng đấu thứ 4 và thứ 5 thì Đà Nẵng đã trở lại một cách mạnh mẽ ở vòng đấu thứ 6 với chiến thắng trước Thanh Hóa, và bây giờ thì họ đang dẫn trước đội bóng rất mạnh là Hà Nội với tỷ số 2-0. Rất nhiều những pha va chạm trong vùng cấm địa của Hoàng Gia Lai. Hoàng Gia Lai bây giờ cũng rất mạnh mẽ và cứng rắn, không còn quá non nớt trong tranh chấp. Những năm trước đây ở V-League, đôi khi các cầu thủ Hoàng Gia Lai bị đánh giá là quá lành và quá hiền. Nhưng bây giờ thì có vẻ như họ đã khác, họ đã mạnh mẽ hơn, cứng rắn hơn. Trong những cuộc đối đầu trên sân vận động Lạch Tray thì chiến thắng gần nhất mà Hoàng Gia Lai có được đó là năm 2017. Đó là chiến thắng 2-1 ngay trên sân Lạch Tray với những bàn thắng của Văn Toàn và A Hoàng. Với bàn thắng vừa rồi vào lưới Phan Đình Vũ Hải thì Văn Toàn cùng với Minh Vương là những người đang có được số bàn thắng nhiều nhất vào lưới Hải Phòng. Mỗi người đều có 3 bàn.
ba bàn của Minh Vương được ghi vào lưới. Phản công cho các thủ Hoàng Gia Lai, pha băng lên quá hay của Văn Thành. Văn Thành phía sau không được. Đó là một tình huống hơi ham bóng của Brandao. Brandao đã nỗ lực dứt điểm ở một tư thế với và khó. Đường truyền của Văn Thành thì có vẻ như là đang hướng đến vị trí của Văn Toàn ở phía sau nhiều hơn. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống mà Văn Thành đã băng lên và cắt bóng một cách rất tuyệt vời. Anh quan sát rất kỹ bên trong. Và đường truyền này có vẻ như hướng đến vị trí của Văn Toàn nhiều hơn. Nếu Brandao cảm nhận và quan sát được Văn Toàn ở phía sau và bỏ bóng trong pha bóng vừa rồi thì rất có thể Hoàng Gia Lai đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Toàn chống trải một mình ở phía sau. Và quả tạt của Văn Thanh thì cũng đã loại được Ariano Smith. Xuân Trường, Hữu Tuấn, Kim Đông Su, không việt vị Hồng Duy. Đó là một tình huống thu vào tuyến nghiêng tốt của Lê Quốc Hường. Quốc Hường đã từng làm vị hậu vệ biên số 1 của đội bóng Thành Nam trong những mùa giải gần đây. Nhưng ở năm nay khi mà đội bóng Nam Định muốn trẻ hóa và ưu tiên những cầu thủ trẻ thì Quốc Hường đã kết thúc hợp đồng và không được tái ký. Hiệp 1 của trận đấu này sẽ có 2 phút bù giờ. Văn Toàn, Brandao, Brandao và Arnold Smith. Pha xử lý quá kỹ thuật của Hồng Duy. Văn Toàn, Văn Toàn đã hơi ham bóng trong tình huống vừa rồi, cần phải nhả lại tuyến 2 cho Lưu Xuân Trường. Pha xử lý tốt của Lê Trung Hiếu. Trung Hiếu là một cầu thủ trẻ được đào tạo cả ở Viettel và Hoàng Gia Lai nên nền tảng cơ bản của cầu thủ này cũng là tương đối tốt. Và đường truyền vừa rồi của Công Phượng cũng chính là tình huống cuối cùng của hiệp đấu này. Cuộc đối đầu giữa Hải Phòng và Hoàng Gia Lai, đội khách đang vươn lên dẫn trước với bàn thắng duy nhất của Văn Toàn. Xem bóng đá miễn phí, tải ngay app On Sport TV. Tình huống Văn Toàn ghi bàn là sai lầm duy nhất của Adriano Smith cùng với hệ thống phòng ngự Hải Phòng. Và sai lầm đó đã phải trả một giá rất đắt bởi sự xuất sắc của Brandao và Văn Toàn. Như vậy là trọng tài Viết Duẩn đã cho hiệp đấu thứ hai được bắt đầu. Và trong hiệp 2 này thì Hải Phòng với cương vị là đội chủ nhà, trang phục áo đỏ quần đỏ tất đỏ ở phần sân bên phía tay phải màn nhỏ của quý vị các bạn. Còn Hoàng Gia Lai trong trang phục áo vàng quần vàng tất vàng ở phần sân bên phía tay trái. Vừa rồi là tình huống xử lý không thành công của Văn Thành. Văn Thành cũng đã có một hiệp đấu rất hay khi hoạt động năng nổ và hiệu quả bên phía hành lang cánh phải theo hướng tấn công của Hoàng Gia Lai. Trung Hiếu, vẫn là Lê Trung Hiếu, phạt bóng rất dẻo. Một quả phạt góc dành cho Hải Phòng. Ngày hôm nay thì ở V-League diễn ra 3 trận đấu. Nguy hiểm, Thành Đồng, vẫn là Thành Đồng. Những cựu cầu thủ của Hoàng Gia Lai đã gây sức ép lên đội bóng cũ trong những pha uy hiếp vừa rồi. Lê Trung Hiếu là người đã đá phạt và Thành Đồng cũng là một người cũ của Hoàng Gia Lai, vừa có một tình huống tạt bóng không thành công. Trận đấu sớm nhất của vòng đấu này, cuộc đối đầu giữa SB Đà Nẵng và Hà Nội đã kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về phía đội chủ nhà SB Đà Nẵng. Với kết quả này thì
FC Đà Nẵng đang cạnh tranh rất mạnh mẽ với Hoàng Gia Lai trong những ngôi vị đầu của bảng xếp hạng. Với chiến thắng vừa rồi thì FC Đà Nẵng đã có được 15 điểm sau 7 vòng. Họ giành chiến thắng 5 trận và để thua 2. Hai bàn thắng của FC Đà Nẵng do công của Đặng Anh Tuấn và một tình huống mà Thanh Hải tạt bóng, bóng đã chạm một người cầu thủ phòng ngự bên phía Hà Nội và đi thẳng vào lưới của Tuấn Trường. Một pha tranh chấp rất mạnh giữa Fagan và Trần Minh Vương. Đội hình của Hoàng Gia Lai lúc này chấn giữ khung thành là thủ môn Tuấn Linh, ba trung vệ là Memovic lệch phải, Hữu Tuấn lệch trái và Kim Dung Su chính giữa. Phản ứng đầu khá vô duyên của Adrio Smith. Quốc Cường, Smith đã không thể chiếm được lợi thế về mặt đua tốc độ với Hữu Tuấn. Đội hình của Hoàng Gia Lai chính xác phải nói là 3-1-4-2. Ba trung vệ là Đông Xu, Hữu Tuấn và Memovic. Xuân Trường chơi thấp nhất của hàng tiền vệ. Cánh phải thuộc về Văn Thanh và cánh trái là Hồng Duy. Bộ đôi tiền vệ tấn công là Minh Vương hơi lệch bên trái một chút và Công Phượng lệch phải. Trên hàng tấn công thì Văn Toàn cùng với Ban Đào thường xuyên hoán đổi vị trí cho nhau. Pha va chạm giữa Quốc Hường và Trần Minh Vương. Ngày hôm nay thì sẽ còn một trận đấu nữa diễn ra vào lúc 19:15, đó là cuộc đối đầu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Topelem Bình Định. Trận đấu rất khó khăn đối với thầy trò huấn luyện viên Pokin. Lý Nguyễn chấn thương từ trận đấu với Hoàng Gia Lai và đã không thể góp mặt ở trận đấu này. Văn Thành. Đông Xu. Bộ ba Xuân Trường, Minh Vương và Công Phượng đang kiểm soát tuyến giữa khá tốt cho Hoàng Gia Lai. Nhưng vừa rồi là một tình huống mà Minh Vương để mất bóng. Văn Hạnh khá hay, Quang Huy. Đó là một pha bóng mà chúng ta nhìn thấy Công Phượng về tận gần với vạch đường biên ngang cuối sân để hỗ trợ các cầu thủ Hoàng Gia Lai phòng ngự. Chúng ta cùng xem lại nỗ lực của Văn Hạnh, một pha đi bóng rất tốc độ ở khu vực trung lộ để mở ra một cơ hội cho Quang Huy. Rất tiếc là người đồng đội của anh, người chơi bên cạnh anh ở trung tâm hàng tiền vệ của Hải Phòng đã không thể tận dụng tốt. Phải có lời khen cho Công Phượng trong pha bóng vừa rồi. Hiếm khi nào chúng ta nhìn thấy số 10 theo bóng và về đến tận sát đường biên ngang để hỗ trợ phòng ngự. Huấn luyện viên kia thì sắc đã nói rất rõ về vai trò và kỳ vọng mà ông đặt vào Công Phượng. Bây giờ nhiệm vụ của Công Phượng không phải là nhiệm vụ ghi bàn, đó là nhiệm vụ giữ nhịp tuyến giữa và kiến tạo cho các đồng đội. Tuy vậy thì Công Phượng vẫn đang làm tốt cả hai việc, chơi tốt ở tuyến giữa và cũng đã trực tiếp ghi hai bàn ở mùa giải này, và đó đều là những bàn thắng quan trọng để mở ra những chiến thắng tưng bừng cho Hoàng Gia Lai trong những cuộc đối đầu với Viettel và Thành phố Hồ Chí Minh. Quốc Hường, Quang Huy chuyền bóng hơi non. Trước khi trận đấu này diễn ra thì Hải Phòng có 3 trận thắng và 3 trận thua. Họ chưa hòa một trận nào cả. Ba trận thắng của Hải Phòng là 3 trận đấu và có tới 2 chiến thắng trên sân khách. Đó là những chiến thắng trước Viettel và Becamex Bình Dương. Chiến thắng 3-2 trước Nam Định trên sân nhà. Còn 3 thất bại của Hải Phòng
cũng có tới 2 thất bại trên sân nhà. Đó là những thất bại trước Hà Nội và thất bại trước Than Quảng Ninh cùng với tỷ số 0-2. Thất bại còn lại là trận thua trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với tỷ số 0-1 trên sân Hà Tĩnh. Trung Hiếu, Lê Thế Cường, pha gần. Lần này thì Kim Đông Su đã bắt bài và phán đoán tình huống tốt. Lại là một pha xử lý lỗi nữa của Adriano Smith. Quốc Hường, Kim Đông Su vẫn đang bị đau. Đây chắc chắn sẽ là một trận đấu rất vất vả của trung vệ người Hàn Quốc khi phải đeo bám pha gan. Có vẻ như trong pha tranh chấp thì pha gan đã dẫm vào cổ chân trái của Kim Đông Su. Rất may cho Hoàng Gia Lai là Kim Đông Su đã kịp đứng dậy. Nếu như Kim Đông Su không thể thi đấu tiếp thì đó sẽ là một tổn thất vô cùng lớn đối với Hoàng Gia Lai. Lúc này thì họ không có nhiều những trung vệ chất lượng để có thể thay thế. Người khả dĩ nhất để có thể chám vào vị trí của ba trung vệ đó là Văn Việt, cựu trung vệ của câu lạc bộ Than Quảng Ninh. Lỗi thuộc về Brandon Washington. An toàn và hợp lý. Văn Thành đang có rất nhiều những khoảng trống để có thể hoạt động bên hành lang cánh phải. Văn Thành, Brandao, Công Phượng, vẫn là Công Phượng. Cú đá bằng chân phải, chân thuận của Công Phượng. Hai bàn thắng trước đó của Công Phượng đều được ghi bằng chân trái, chân không thuận. Và xoạc bóng, lấy bóng kỹ thuật của Lương Xuân Trường. Công Phượng đường chuyền không vượt qua được Mạnh Hùng. Nỗ lực thuộc về Văn Hạnh nhưng Hoàng Gia Lai đã giành được bóng. Văn Toàn, bóng vẫn còn, còn rất năng nổ và quyết tâm. Bây giờ là một cú đá bằng chân phải của Công Phượng, bóng đi không trúng đích. Một pha bóng rất thú vị của Văn Toàn. Văn Toàn có những tác động đến từ Mạnh Hùng và không giữ được thăng bằng. Anh ngã xuống nhưng sau đó ngay tức bật lên như lò xo và tiếp tục không chia bóng. Khó thổi phạt Mạnh Hùng trong pha bóng vừa rồi. Pha bóng mà Mạnh Hùng đã sử dụng vai để tì đè và tranh chấp. Văn Thành, bóng đã chạm tay Văn Toàn. Văn Toàn vẫn đang phải thi đấu với cái đầu gối trái cuốn băng. Tuy nhiên có cảm giác như đó chỉ là hình thức để Toàn giữ chắc thêm chiếc gối trái của mình. Nhìn Toàn thi đấu thì không có việc biểu hiện của chấn thương. Lỗi thuộc về Minh Vương. Đó là một đường chuyền không tốt của các đồng đội hướng đến vị trí của Minh Vương.
và anh đã bắt buộc phải phạm lỗi để tránh một tình huống tấn công trực diện của Hải Phòng. Trung Hiếu. Trung Hiếu. Tạt bóng hơi sâu một chút. Đó là tình huống tạt bóng vào chân phải, chân không thuận của Trung Hiếu. Trung Hiếu cũng đang thể hiện được một mùa giải rất tiến bộ trong màu áo của Hải Phòng. Thậm chí là có những vòng đấu Trung Hiếu đã được lọt vào đội hình tiêu biểu. Lúc này thì vị trí hậu vệ trái vẫn đang là một cơn đau đầu đối với huấn luyện viên Park Hang-seo và cả những nhà tuyển trạch. Mỗi vòng đấu qua đi và vị trí hậu vệ biên trái luôn luôn là vị trí khó lựa chọn nhất của đội hình tiêu biểu. Vừa rồi là một tình huống mà trọng tài Viết Duẩn đã sử dụng phép lợi thế một cách thông minh và hợp lý. Xuân Trường. Hoàng Gia Lai đang cố gắng kiểm soát bóng càng nhiều càng tốt. Việc kiểm soát bóng tốt sẽ giúp cho đội bóng phố núi giảm được áp lực về phía khung thành của Tuấn Linh. Pha gần. Lần này là một quyết định can thiệp rất chính xác của Kim Đông Su. Fagan đã ham bóng trong pha bóng vừa rồi. Chúng ta cùng xem lại tình huống xử lý hơi mạo hiểm của Văn Thành và suýt nữa thì nó đã mở ra cho Hoàng Gia Lai một cơ hội thực sự nếu như không có tình huống can thiệp một cách rất chính xác của Kim Đông Su. Pha bằng cắt vừa tốc độ vừa dũng mãnh của Đông Su. Đông Su sinh năm 95, cùng lứa với Công Phượng, Xuân Trường. Và với những gì đã thể hiện thì trung vệ này xứng đáng là một mảnh ghép vô cùng cần thiết, một mắt xích cực kỳ quan trọng nơi hệ thống phòng ngự của Hoàng Gia Lai. Vũ Văn Thành cần phải hạn chế tối đa những sai lầm như vừa rồi, bởi vì Fagan là một tiền đạo cực kỳ nguy hiểm, có lối chơi dũng mãnh và rất sắc sảo. Hồng Duy. Văn Toàn. Lần này thì Mạnh Hùng đã áp sát rất chính xác. Mạnh Hùng là cầu thủ trẻ của Sông Lam Nghệ An, lứa sinh năm 1993, cùng với Hồ Sĩ Sâm, Ngô Xuân Toàn, Quế Ngọc Hải. Khi còn trẻ, Mạnh Hùng còn được đánh giá cao hơn cả Quế Ngọc Hải nhờ khả năng chơi bóng mạnh mẽ, tinh quái và có cả những tiểu xảo. Bóng đã đi hết đường biên dọc. Xét về mặt chuyên môn thì Mạnh Hùng vẫn có những điểm mạnh đáng lưu ý. Anh đọc tình huống rất tốt. Thời điểm ra quyết định tranh bóng hay bắt bài đều tương đối hoàn chỉnh. Fagan. Rất khó lấy bóng trong chân của Diego Fagan. Thành Đồng. Hải Phòng đang cố gắng gia tăng sức ép. Hoàng Gia Lai đang có một chuỗi trận không để thủng lưới rất ấn tượng. Đã 3 trận đấu họ không để thủng lưới. Lần gần nhất
3 trận đấu mà Hoàng Anh Gia Lai không để thủng lưới đã diễn ra từ năm 2017. Và bây giờ thì họ đang đứng trước cơ hội giữ trang lưới trận đấu thứ tư. Hơn 60 phút của trận đấu này đã trôi qua và hệ thống phòng ngự với Tuấn Linh, với các trung vệ Nemovic, Kim Dong Su, Hữu Tuấn, những sự hỗ trợ của Xuân Trường, Minh Vương, Công Phượng thì hàng phòng ngự vẫn đang hoạt động tương đối chắc chắn. Brandon Washington. Trước khi trận đấu này diễn ra thì Brandon đã có được một bàn thắng cho Anh Gia Lai và những đóng góp khác, đó là 3 đường chuyền kiến tạo thành bàn, và vừa rồi đường chuyền cho Văn Toàn đã là đường kiến tạo thứ tư. Tiền đạo người Brazil của Hoàng Gia Lai đang vươn lên như một cầu thủ có khả năng kiến tạo tốt nhất của V-League. Đối thuộc về Kim Dong Su. Và Gàn vẫn đang chơi rất quyết tâm và hiệu quả. Tôi vẫn bảo lưu quan điểm của mình, đó là Phan An là một trong những tiền đạo có khả năng chơi bóng độc lập tốt nhất của V-League. Cho dù cầu thủ này đã bước sang tuổi 33. Chính xác là tuổi 34, bởi vì Fagan sinh năm 87. Hơi tiếc cho Hải Phòng là ngày hôm nay anh không có được nhiều sự hỗ trợ từ những đối tác tin cậy như Jemeling hay Diego. Lỗi việt vị của Martin Law và Arino Smith. Kim Dong Su đã phải nhận chiếc thẻ vàng thứ 3 của trận đấu này. Những thẻ vàng trước đó thuộc về Thành Đồng, Lương Xuân Trường. Nguy hiểm. Đó là những tình huống tấn công biên khá hiệu quả của Hải Phòng trong trận đấu này. Văn Hạnh rất mạnh mẽ và không ngại trong những pha tranh chấp. Thế Cường, Trung Hiếu, tạt đi. Rất tiếc cho Hải Phòng là hai cầu thủ áo đỏ đứng ngoài và để cho Hồng Duy phá bóng cách thoải mái. Xuân Trường, Trung Hiếu,
Martin L. Ngày hôm nay là một trận đấu mà Martin L tiếp tục lại thi đấu rất mờ nhạt. Anh chìm nghỉm giữa hàng tiền vệ của đội bóng áo vàng. Hồng Duy đá rất căng nhưng không thể chiến thắng được Phan Đình Vũ Hải. Vũ Hải đã có được một pha phản xạ xuất sắc. Cú đá rất chất lượng của Nguyễn Phong Hồng Duy nhưng đã không thể giành chiến thắng được thủ thành Phan Đình Vũ Hải. Đó là một cú đá hướng đến góc gần và Vũ Hải đã chơi tập trung. Các bạn thân mến, như vậy là cuộc đối đầu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Top Pelen Bình Định, đội khách đã có bàn thắng mở tỷ số do công của Rimario. Một cầu thủ ở Hải Phòng đang bị đau và trái bóng đã được đá ra ngoài. Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước rất nhiều khó khăn. Họ để thua 2 trận đấu liên tiếp đều với tỷ số 0-3. Đó là những thất bại trước Hà Nội trên sân nhà và trước Hoài Gia Lai trên sân khách. Và hôm nay khi được quay trở lại sân động Thống Nhất, họ lại đang để cho Top Pelen Bình Định dẫn trước với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng của Rimario. Người đang bị đau là Fagan. V-League ngày hôm nay sẽ có 3 cặp đấu. Trận đấu sớm nhất đã kết thúc và thắng lợi 2-0 đã thuộc về đội chủ nhà FB Đà Nẵng. Trận đấu chúng ta đang được chứng kiến lúc này, đội khách Hoài Gia Lai đang dẫn trước Hải Phòng với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng của Văn Toàn. Trận đấu muộn nhất thì cũng đã khởi tranh và lợi thế lúc này cũng đang thuộc về đội khách Top Pelen Bình Định với bàn thắng mở tỷ số của Rimario. Ngày mai V-League sẽ diễn ra 3 trận đấu tiếp. Trên sân Cẩm Phả, Than Quảng Ninh sẽ gặp BKV Bình Dương. Trên sân Hà Tĩnh, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp Đông Á Thanh Hóa. Và trên sân Hà Nội, Viettel sẽ gặp Sài Gòn. Trận đấu muộn nhất của vòng đấu này sẽ là cuộc đối đầu giữa Nam Định và Sông Lam Nghệ An. Trận đấu diễn ra vào ngày Chủ nhật 4 tháng 4. Hòa hợp rất hay giữa Mạnh Hùng và Thế Cường, những cầu thủ gốc Nghệ An. Rất tiếc là Lê Thế Cường đã không thể đón được bóng trong pha bóng vừa rồi. Hải Phòng tấn công hơi đơn điệu, họ phụ thuộc quá nhiều vào Fagan. Và khi mà Kim Dong Su hay các vệ tinh xung quanh như Memovic, Hữu Tuấn cùng nhau phối hợp, Văn Thành. Hoài Gia Lai đang kiểm soát trận đấu rất tốt, cho dù lúc này họ không còn chơi bóng với tốc độ cao nhưng giữ bóng chắc và có thế trận ổn định. Đây là một Hoàng Anh lì lợm và chơi bóng với một tính tổ chức rất cao.
không quá hoa mỹ, không thiên nhiều vào những pha phối hợp bật nhà đẹp mắt. Hữu Tuấn. Bạn thân mến, như vậy là ở trên sân Đồng Thống Nhất ở phút thứ 16 thì Romario đã có bàn thắng thứ hai vào lưới của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Minh Vương đang có những vấn đề liên quan đến trang phục. Và trọng tài Viết Duẩn đã yêu cầu anh phải ra sân để chỉnh lại. Tốc độ của hiệp đấu thứ hai không còn duy trì cao như những gì đã diễn ra ở hiệp đấu đầu tiên. Hoàng Gia Lai chủ động chơi chậm, kiểm soát bóng chắc và kiểm soát thế trận chắc chắn. Trong khi đó, Hải Phòng rất muốn đẩy cao tốc độ trận đấu nhưng khả năng kiểm soát bóng của họ có hạn và họ cũng không có nhiều những mảng biếng để có thể tạo ra những tình huống tấn công về phía khung thành của Hoàng Gia Lai. Lúc này cách tấn công hiệu quả duy nhất của Hải Phòng vẫn là những tình huống hướng đến vị trí của Fagan. Minh Vương quan sát rất kỹ bên trong. Nguy hiểm! 2-0! 2-0 cho Hoàng Gia Lai. Minh Vương đã quan sát rất kỹ bên trong, nhìn từng cầu thủ một và sau đó thì đặt trái bóng một cách chính xác đến đầu của Brandon Washington. Hoàng Gia Lai càng ngày càng tỏ ra nguy hiểm và sắc sảo. Lúc thăng hoa họ cũng có thể ghi bàn, nhưng khi mà đang có một thế trận cực kỳ chặt chẽ thì Hoàng Gia Lai vẫn biết cách khai thác những khoảng trống của đối thủ để đưa ra những đòn kết liễu một cách vô cùng sắc sảo, giống như cách mà Minh Vương đã thoát đi ở phía cánh phải trong pha bóng vừa rồi. Vẫn là những pha xẻ nách quen thuộc của Văn Thành. Minh Vương ngắm nghía và sau đó thì thực hiện một tình huống cứa bóng cực kỳ điệu nghệ. Bóng loại toàn bộ hệ thống phòng ngự của Hải Phòng đến vị trí Brandao rất trống trải ở phía sau lưng. Ở góc quay này chúng ta sẽ thấy hay hơn. Văn Toàn ở vị trí đỉnh và Brandao thì lại di chuyển đón ở phía sau. Cú tạt bóng của Minh Vương chính xác đến từng cm. Và mọi việc trở nên quá đơn giản với Brandao. Đón điểm rơi và đánh đầu thẳng ngược lại với hướng di chuyển của thủ thành Vũ Hải. Quá dễ dàng cho một tiền đạo như Brandao. Brandao có bàn thắng thứ hai, không phải, bàn thắng thứ ba của mình ở mùa giải này. Và cũng là bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0, giúp cho Hoàng Gia Lai tiến gần đến với chiến thắng liên tiếp thứ ba của họ ở mùa giải này. Quang Huy, Đông Xu và Memovic đã bọc lót tốt cho nhau. Hoàng Gia Lai đang ngày càng nguy hiểm, không chỉ ở khả năng tấn công tốt mà còn ở khả năng kiểm soát thế trận, kiểm soát nhịp độ trận đấu. Tất nhiên Hải Phòng là một đối thủ không quá mạnh và Hoàng Gia Lai đang có thể chơi theo cách của mình. Nhưng những gì mà thầy trò huấn luyện viên Kiatisak sắc thể hiện trong những trận đấu đã qua thực sự là bắt buộc chúng ta phải nghĩ về một trong những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch ở mùa này. Hoàng Gia Lai không còn non nớt, Hoàng Gia Lai không còn chơi một cách ngây thơ. Chắc chắn hơn, lì lợm hơn, dày dạn hơn và sắc sảo hơn. Vừa rồi là một cú vẩy má ngoài rất điệu nghệ của Lương Xuân Trường.
nhưng nó vẫn hơi mạnh so với đà di chuyển của Văn Toàn. Và Mạnh Hùng cũng đã phán đoán chính xác hướng đi của trái bóng. Hải Phòng hãy cứ thận trọng với những tình huống phản công sắp tới của anh Gia Lai. Bây giờ thì Gia Lai chắc chắn là sẽ triệt để chơi phòng ngự phản công. Tình huống mà Minh Vương tạt bóng cho Brian Đào ghi bàn rất giống với pha bóng mà Văn Thanh đã thực hiện ở hiệp đấu đầu tiên. Đó là một pha bóng mà Văn Thanh cũng rất muốn tạt trái bóng về phía sau hướng đến vị trí của Văn Toàn, nhưng bóng lại đi hơi thấp và Brian Đào không có được sự quan sát tốt nhất, đã hơi ham bóng trong pha bóng đó, khiến cho Gia Lai mất đi cơ hội nâng tỷ số lên 2-0. Nhưng trong pha bóng vừa rồi thì Minh Vương cùng với Brian Đào đã tạo nên một pha bóng hoàn hảo. Sự xuất sắc của Minh Vương ở vị trí tiền vệ trung tâm sẽ khiến cho huấn luyện viên Kiatisak có những cơn đau đầu dễ chịu khi mà Tuấn Anh trở lại. Tất cả những trận đấu của vòng đấu thứ 7 diễn ra ở thời điểm hiện tại đều đang có tỷ số là 2 bàn chênh lệch. Chỉ có sự khác biệt đó là đội chủ nhà FB Đà Nẵng đã giành chiến thắng 2-0 ở trận đấu sớm nhất. Còn hai trận đấu đang diễn ra thì cả hai đội khách đều đã có được những lợi thế. Hoàng Gia Lai đang tạm dẫn trước Hải Phòng với tỷ số 2-0 ở phút thứ 80. Và Top Island Bình Định cũng đang dẫn trước Thành phố Hồ Chí Minh 2-0 ở phút thứ 24. Lê Thế Cường đã được rút ra nghỉ. Và người vào sân là Đồng Văn Trung cũng như là Hùng Anh. Hùng Anh là cầu thủ Việt Kiều. Và đây là trận đấu đầu tiên anh được góp mặt với Hải Phòng ở sân chơi V-League ở mùa giải này. Đồng Văn Trung cũng tương tự như vậy. Văn Toàn, Văn Thanh, Minh Vương và vào bóng có thể nói là ác ý của các cầu thủ Hải Phòng. Người đã bị đau là Văn Thanh trên sân nhà và bị đối thủ dẫn trước với tỷ số 2-0. Các cầu thủ Hải Phòng bắt đầu nóng mắt. Minh Vương rất nhịp nhàng, Văn Thành. Lần này thì Công Phượng đã không hiểu ý. Vừa rồi là pha bật nhú ở phạm vi cực hẹp của các cầu thủ Hoàng Gia Lai. Văn Hạnh, Quang Huy. Lúc này thì Hạnh và Huy đang là bộ đôi tiền vệ trung tâm của Hải Phòng. Quốc Hường, Hùng Anh. Lỗi thuộc về các cầu thủ Hải Phòng. Gia Lai vẫn đang chơi rất bình tĩnh và chắc chắn. Họ không có gì phải vội ở thời điểm này.
giành được chiến thắng trong cuộc đối đầu với Hải Phòng thì Hoàng Gia Lai sẽ có chuỗi 6 trận bất bại, trong đó có tới 5 trận thắng và 1 trận hòa. Một thành tích cực kỳ ấn tượng. Và nếu như giữ được trắng lưới trong trận đấu này thì Hoàng Gia Lai sẽ có chuỗi 4 trận không để thủng lưới. Và đây sẽ là thành tích rất tốt của họ trong vòng 10 năm trở lại đây. Xuân Trường không được. Hùng Anh, đường chuyền quá sâu, Tuấn Linh cũng đã có tình huống dâng lên cách rất hợp lý. Trung Hiếu, Phú Nguyên, Đồng Văn Trung. Rất tiếc là Đồng Văn Trung đã trượt chân ở nhịp không chơi bóng cuối cùng. Vẫn còn Phú Nguyên, không được. Cú đá của Phú Nguyên đã bị Hữu Tuấn chặn lại. Vũ Văn Thành, một cầu thủ bị đau và Văn Thành đã chủ động đá bóng ra ngoài. Người đang bị đau là Công Phượng. Đây là những cổ động viên của đội khách. Không phải, người đang bị đau là Kim Đông Su. Đó là một pha vào bóng có lỗi của Đồng Văn Trung. Một pha phạm lỗi của Văn Trung đã qua mặt được trọng tài Viết Duẩn. Gia Lai đang rất gần với chiến thắng. Và điều đó cũng đồng nghĩa là họ sẽ duy trì được ngôi vị đầu bảng 3 vòng đấu liên tiếp. Đã lâu lắm rồi Hoàng Gia Lai mới ở trên đỉnh của V-League lâu đến như vậy. Lần gần nhất họ xếp đầu tiên trên bảng xếp hạng đó là trận khai mạc của mùa giải 2016. Trận đấu Hoàng Gia Lai đã giành chiến thắng 5-0 trước đội Hà Nội. Có thể nói lúc đó là đội Hà Nội B dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Đức Thắng với tỷ số 5-0 trên trận Hoàng Đẫy. Nhưng ở vòng đấu thứ hai thì Hoàng Gia Lai không còn duy trì được ngôi vị số 1 của mình. Và cũng từ đó họ không biết đến vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng. Nhưng bây giờ là một mùa giải khác, một mùa giải thì đến thời điểm này họ đang hướng đến danh hiệu vô địch sau rất nhiều năm. Công Phượng đã được rút ra nghỉ và người vào thay cho anh là Châu Ngọc Quang. Một trận đấu mà Công Phượng không trực tiếp ghi bàn nhưng anh đã chơi hay, giúp cho Hoàng Gia Lai có được khả năng kiểm soát tuyến giữa một cách hiệu quả. Công Phượng đã phối hợp tốt với Minh Vương, với Xuân Trường và chơi hiệu quả ở khu vực giữa sân. Vào sân là tiền vệ Châu Ngọc Quang. Đây mới là trận đấu thứ hai mà Châu Ngọc Quang góp mặt ở sân chơi V-League mùa giải này. Với sự xuất sắc của các cầu thủ tiền vệ thì tuyến giữa của Hoàng Gia Lai đang trở nên rất chật chội. Các bạn thân mến, như vậy là với những kết quả này thì vòng đấu thứ 8 chúng ta sẽ được chứng kiến một trận đấu cực kỳ hấp dẫn giữa SHB Đà Nẵng và Hoàng Anh Gia Lai trên sân Động Hòa Xuân.
Một trận đấu có thể nói là trận chung kết của giai đoạn 1 giữa đội bóng đang có thể đến thời điểm này thì khẳng định là Hoàng Anh Gia Lai đã có được chiến thắng và sẽ duy trì được vị trí số 1 của mình trên bảng xếp hạng. Họ sẽ có được 16 điểm sau 7 vòng, sẽ gặp đội bóng xếp thứ 2 là SHB Đà Nẵng được 15 điểm sau 7 vòng. Trận đấu rất đáng xem ở vòng đấu thứ 8. Đây là niềm vui của các cổ động viên Hoàng Anh Gia Lai, có rất nhiều những cổ động viên trẻ. Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục có những sự thay đổi người, hướng đến những vị trí, những trận đấu tiếp theo. Memovic Dambia được rút ra nghỉ, và người vào sân là Văn Việt. Văn Toàn. Châu Ngọc Quang, Việt Vị mất rồi. Đó, tình huống mà Brandao đã đứng dưới hàng phòng ngự của Hải Phòng. Trợ lý cho trọng tài Viết Duẩn trong trận đấu ngày hôm nay là các trợ lý số 1 ông Trần Văn Hải và trợ lý số 2 là Hoàng Duy Tuất. Hiệp 2 của trận đấu này thì trọng tài Viết Duẩn đã điều hành trận đấu một cách tốt hơn. Có thể là Hoàng Gia Lai đã chơi tốt hơn nhiều so với Hải Phòng, nên cũng đã có những sự chênh lệch nhất định về thế trận, không còn quá nhiều những pha tranh chấp. Quốc Cường, Hùng Anh, và can thiệp chính xác của Kim Đông Su. Kim Đông Su sẽ xứng đáng được lựa chọn vào đội hình tiêu biểu của vòng đấu này. Vai trò của trung vệ người Hàn Quốc quá quan trọng trong sơ đồ 3-1-4-2 của huấn luyện Kia Tisak. Trung tâm hàng phòng ngự, chỉ huy, chỉ đạo các vệ tinh chơi xung quanh, trực tiếp bắt chết pha gàn. Và luôn luôn có mặt đúng lúc, đúng chỗ để bảo vệ cho khung thành của Tuấn Linh. Martin Lò. Sau những trận đấu thăng hoa hồi đầu mùa giải thì Hải Phòng đang có dấu hiệu chững lại. Họ đã thua liên tiếp trong những trận đấu gần đây. Rất có thể đây sẽ là thất bại thứ 3 liên tiếp của thầy trò huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn. Họ đã thua trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1-0 ở vòng đấu thứ 5, thua Than Quảng Ninh 0-2 trên sân nhà ở vòng đấu thứ 6, và bây giờ thì ở phút thứ 91 họ đang để đối thủ dẫn trước với tỷ số 2-0. Trận thua thứ 3 liên tiếp và trận thua thứ 2 liên tiếp trên sân nhà. Sau trận đấu này thì Hải Phòng sẽ làm khách ở sân vận động Đông Á Thanh Hóa. Đó cũng sẽ là một trận đấu rất khó khăn. Hoàng Gia Lai sau khi làm khách ở Đà Nẵng thì sẽ được trở về sân nhà chơi hai trận đấu liên tiếp trước Nam Định và Hà Nội. Như vậy là trong chặng đường để duy trì vị trí không được, đó là cú đá của Đồng Văn Trung. May mắn cho Hoàng Gia Lai trong pha bóng vừa rồi. Pha dứt điểm ở chỗ vị trí trống trải của Đồng Văn Trung đã đưa bóng đi chạy cột dọc.
một pha phòng ngự hơi mất tập trung của các cầu thủ đội khách. Lỗi thuộc về Văn Trung cùng với Trung Hiếu. Với nỗ lực của mình thì Trung Hiếu đã bị chuột rút. Trận đấu chỉ còn được tính bằng giây. Chiến thắng đã chắc chắn nằm trong tay của Kiatisak cùng với các học trò của mình. Xin được chúc mừng Hoàng Gia Lai với chiến thắng thứ 3 liên tiếp và trận đấu thứ 4 họ không để thủng lưới. Vòng đấu thứ 3, Hoàng Gia Lai tiếp tục ở trên đỉnh của V-League. Họ giữ được khoảng cách 1 điểm so với đội xếp thứ 2 là FAB Đà Nẵng. Pha bóng cuối cùng, Hồng Duy. Như vậy là sau 7 trận, Gia Lai thắng 5 và thua 1. Còn Hải Phòng thì thắng 3 và thua 4. Tình huống việt vị khá rõ của Đồng Văn Trung. Và đó cũng chính là pha bóng cuối cùng của trận đấu này. Những pha va chạm không cần thiết giữa Đồng Văn Trung và Kim Đông Su. Xin được chúc mừng Hoàng Gia Lai. Họ đã giành chiến thắng một cách rất xứng đáng trước Hải Phòng ngay trên sân vận động Lạch Tray.